McAvan Hugo chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai doanh nhân. Hình ảnh mặc váy cưới của nữ MC đã nhận về nhiều sự quan tâm của khán giả. Vào chiều mùng 8 tháng 6, McAvan Hugo đã đăng tải hình ảnh mặc váy cưới trên trang cá nhân. Kèm theo đó, nữ MC sinh năm 1985 chia sẻ, một bông hoa vừa nở. Ngay sau khi khoảnh khắc này được đăng tải, đông đảo khán giả và đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng tới Vân Hugo, cô dâu xinh quá, đợi chờ ngày quan trọng. Được biết, Vân Hugo sẽ tổ chức hôn lễ với doanh nhân Đặng Cường vào cuối năm nay. Nữ MC từng chia sẻ, nửa kia là người điềm đạm, tâm lý và rất thương Tường Minh, con trai riêng của cô. Vân Hugo là mắc ca của loạt chương trình nổi tiếng như Đường Lên Đỉnh, Olympia, Việt Nam Got Talent, Vì Bạn Xứng Đáng, Chinh Phục. Vào tháng 5 năm 2020, Vân Hugo nhận lời cầu hôn của doanh nhân Đặng Cường sau hơn một năm yêu đương. Đến tháng 5 năm 2022, cô thông báo tin vui đã hạ sinh bé gái. Nhóc thì có tên là Đặng Bình An, gọi thân mật là Vừng. Trước đó, nữ MC từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân.